Xin chào cả nhà. Món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Bé Thủy làm gì làm cũng có một ly sữa ngay cả nhà, một ly cà phê. Ly cà phê là phải bắt buộc là phải có. Còn ly sữa này là ly sữa ngừa loãng xương, loãng gì đó không biết, con trai mua. Đó, bé Thủy làm sáng sớm nè. Không có ăn sáng đâu nghe cả nhà. Đó, đây là món ăn tháng tinh thần của mình đây nè. Rồi hôm nay mình quét hết, sạch hết tủ lạnh của mình. Hôm bữa mình nấu cái xương này mình nấu hai lần đúng không cả nhà? Bây giờ mình còn nấu một lần nữa. Hôm bữa mình nấu với bắp, bây giờ là mình sẽ nấu với mướp ở nhà có. Bây giờ mình nấu vốn tự nhà có nha. Còn bây giờ còn mấy miếng thịt này là mình cũng làm nốt cho nó hết luôn. Rồi bắt đầu chiều đi chợ nha cả nhà. Đó là cho nó sạch luôn. Bây giờ mình qua quét tủ lạnh hết, có nhiêu ăn nhiêu. Là buổi trưa nha cả nhà. Đó, chiều phải đi chợ. Rồi thứ hai rau lang. Rau lang nhà mình trồng hai loại rau lang, một loại rau lang xanh bình thường, một loại rau lang tím cả nhà. Tím và tím nó ít lắm cả nhà, nên là mình nè tím nó ít lắm nên là mình mới ương thôi. Mình mới ương thôi cả nhà, rau lang xào tỏi nha cả nhà. Mọi khi là mình nấu rau lang, mình luộc để mình lấy cái nước mình làm canh. Như hôm nay mình có canh rồi, mình có canh mướp rồi. Nè cả nhà coi mới thương không? Cái trái mướp đó, nó chưa có lớn nổi luôn, mình hái luôn cả nhà. Này mình thấy đành đạn hái luôn không? Trái mướp chút tẹo tẹo hái quất luôn. Còn hai trái mướp này cũng được được rồi. Sáng này mình lấy ở đâu cho đủ một bữa canh cả nhà. Đây là đậu hũ non. Đậu hũ non nó nằm trong cái bọc này luôn, nó có nước bảo quản. Bây giờ mình lấy mình đổ ra. Mình đổ ra xong rồi bắt đầu mình đổ ra xong rồi bắt đầu mình mới rửa sạch đi nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình chút nữa mình sắc vô làm hầm bà làng xí tố một nồi canh. Có gì ăn đó, có gì ăn đó nha cả nhà. Thấy không? Rau lang là hôm nay mình xào tỏi luôn. Rồi mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok.